Xin chào các bạn, mình là Hùng Vũ đến từ Sony Việt và hiện tại mình đang có mặt tại Sony Show do Sony Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trên tay mình đây là chiếc ống kính QX100 của Sony. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm mới mà Sony tung ra để trợ giúp cho các cái dòng smartphone có thể tạo ra một cái chất lượng ảnh chụp cao cấp hơn so với cái truyền thống chụp hình trên camera. Thì chúng ta có thể nhìn qua một chút về cái ống kính này, thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên cạnh của máy này thì có phím chụp hình, nút zoom, và đây chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu tượng ống kính Kansai rất là chất lượng cao của ống kính này. Thì ống kính này được tích hợp sẵn pin và thẻ nhớ, nó có thể hoạt động độc lập hoặc là có thể kết nối cùng với smartphone. Thì ở đây mình sẽ trình diễn một chút cái việc mà khi ống kính này kết nối với smartphone thì sẽ như thế nào. Thì trước tiên các bạn cần phải mở ống kính này lên. Trên smartphone thì sẽ được cài sẵn cái ứng dụng Play Memory. Thì khi các bạn kết nối ở đây thì chờ một lát thì ống kính này sẽ kết nối cùng với smartphone. Và các bạn sẽ nhìn thấy các cái hình ảnh mà được thu từ ống kính này sẽ được truyền lên smartphone. Và nếu các bạn muốn chuyên nghiệp hơn thì các bạn ở đây có thể nhìn thấy một cái giá đỡ trên smartphone này. Các bạn có thể kết nối vào thì trông máy sẽ chuyên nghiệp hơn. Ở đây mình sẽ thử. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây, các bạn khi mà cầm lên thì trông nó giống như là một chiếc máy chụp hình khá là chuyên nghiệp ở đây. Các bạn chờ một lát thì các bạn sẽ thấy là nó kết nối ở đây. Chờ một lát khi mà cái ống kính này kết nối cùng với smartphone thì các bạn có thể nhìn thấy là các cái hình ảnh thu từ ống kính này thì nó có thể truyền trực tiếp lên smartphone. Đây các bạn có thể chụp vào đây. Khi các bạn chụp hình từ ống kính này thì các hình ảnh sau khi chụp được sẽ chuyển lên smartphone. Và những hình ảnh mà khi mà các bạn xem trên máy PC màn hình lớn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chất lượng từ cái ống kính QX100 này sẽ thực sự rất là xuất sắc và cao cấp hơn rất là nhiều so với hình ảnh chụp từ smartphone. Chúng ta hãy cùng nhìn lại ống kính này. Sony Việt Nam cho biết thì sẽ bán ống kính QX100 vào tháng 11 tới và trong mức giá vào khoảng 11 triệu đồng. Xin cảm ơn các bạn.